加客户邀请的活动，感觉非常的荣幸。Hôm nay vô cùng là hân hạnh được đến đây sang Việt Nam, cũng là lần đầu tiên để đến Việt Nam tham dự một cái sự kiện khách hàng VIP của công ty Bluesy. Thực sự được lần đầu tiên đến đây và được gặp quý vị ngày hôm nay, tôi thực sự cảm thấy rất là vinh hạnh và rất là vui mừng. 我公司生产美容仪器，然后我做这个行业大概有15年时间。Tôi là nhà sản xuất các thiết bị thẩm mỹ cho cái ngành làm đẹp tại Bắc Kinh, và công ty tôi có cái lịch sử phát triển là 15 năm rồi. 可能说以前大家对中国的这个中国制造，觉得中国的质量稍微差了一点，在好多年以前是有这样的认为，这样的认可。但是现在呢，随着中国人的认识，我们的产品已经提高了很多。trong cái thời gian mà công ty chúng tôi phát triển, thì chắc chắn là trong lòng mọi người thì luôn có cái quan niệm mà đại bộ phận là khách hàng Việt Nam thì luôn có quan niệm là sản phẩm của Trung Quốc thì là không chất lượng. Nhưng đấy là chúng ta cũng biết là trong cái thị trường thì nó có rất là rộng và rất là nhiều những cái đẳng cấp khác nhau. Hiện tại bây giờ thì cái trước kia thì cái chất lượng của Trung Quốc thì cũng chưa cao lắm, nhưng hiện tại những cái năm gần đây thì cái sự nghiệp sản xuất máy thẩm mỹ cũng như là cái công nghệ của Trung Quốc ngày càng hiện đại, và hiện tại bây giờ đã đạt được cái công nghệ rất là tốt. 目前我们公司的所有的配件都是从德国、美国进口，所以说目前我们可以保证我们的质量没有任何问题。现在公司chúng tôi thì chuyên sản xuất các cái loại máy thẩm mỹ và các cái linh kiện của chúng tôi được nhập khẩu từ Mỹ và Hàn Quốc, cho nên là tôi có thể cam kết với quý vị rằng hiện tại công ty những cái thiết bị máy của chúng tôi cái chất lượng rất là ok, và có thể là sánh ngang với lại những cái chất lượng máy của những cái Mỹ. 然后我们公司跟 Bluesy 已经合作了2年时间。Công ty chúng tôi đã hợp tác với Bluesy 2 năm。在这两年中也，同样这里边应该有好多买过我们仪器的客户。Chắc chắn là trong 2 năm đấy thì rất là nhiều quý vị ở đây đã sử dụng qua máy của công ty chúng tôi rồi. 在下一年我相信。我公司和 Bluesy 公司将会合作得更好。Thời gian tiếp theo tôi tin rằng công ty chúng tôi và công ty Bluesy ngày càng hợp tác và gắn kết tốt hơn.